Tôi ngạc nhiên lắm, tôi thấy ủa sao anh Đào Minh Quân này mới lần đầu chơi với nhau mà lại nói dối à? Tôi có cái ấn tượng về Đào Minh Quân, mẹ thằng này nó snobbish, nó làm nó rồi nó có cái khẩu hiệu là lấy lại đất tổ không làm khổ chứ anh. Tôi thấy tôi buồn cười, hai thằng trắng này với lại cái thằng Đào Minh Quân này, hai thằng này nó cùng là một gốc ra bên linh mục công giáo, thù cộng sản. Ông mới dạy hai thằng này mà hai thằng này đều không có đạo công giáo, thì hai thằng này nó từ trong nó lại tách ra làm đôi. À, đây là cái mà từ trước giờ quý vị không biết. Thì tôi thấy không có ai mà thù Nguyễn Hữu Trắng bằng Đào Minh Quân, mà Đào Minh Quân nó thù Nguyễn Hữu Trắng, mà hai thằng nó đi một rơi giống nhau, làm toàn chuyện lớn không? Chuyện vĩ đại không? Ngày hôm nay nó xưng vua thì tôi không thấy làm gì ngạc nhiên đâu. Ngày mai mà nếu nó có nổ bom nguyên tử ngoài Bôn Sa đó là thì mày cũng sống, nhưng mày cũng nghĩ là nó không có xảy ra cái gì. Nên cái thằng Đào Minh Quân hay thằng Nguyễn Hữu Tránh nó có lắm tùng tùng tung 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 gì đó thì mày cũng coi nó như không có đi. Tại vì cái này nó không làm để cho chế độ cộng sản nó sập được đâu. Xin lỗi nói hơi tục. 50 năm rồi không rớt được sợi lông dái của Việt Cộng. Kính chào quý khán giả trong và ngoài nước trên hệ thống Bảo Trâm Việt Vision. Hôm nay á, tôi sẽ nói về mở đầu là về ông Đào Minh Quân. Thì và phần sau đó thì tôi mới nói cái ý chính của tôi. Thì tôi cũng xin được một lần nữa cảm ơn quý việc theo dõi của quý thính giả về cái trang độc thoại Nguyễn Ngọc Lập này. Thật sự đó thì nếu mà mình nói là tôi cấm những người mà nói tôi là khùng á vào coi cái trang mạng, làm sao mình cấm được? Cái này trang mạng mà nó thích thì nó chửi, mà buồn thì nó, mà cũng đâu có biết ai là ai đâu, chỉ có mình là chính danh chính ngôn chính nghĩa. Rồi mình công khai thì mình ra mặt thì thôi, chứ còn đa số thì thính giả là nó muốn nói thế nào nó nói mà kệ. Nhưng mà thật sự đó thì tôi vẫn có cái băn khoăn thế này nè. Có phải là khi người ta có quyền tự do người ta quyết định sai không? Và đa số là người ta không biết sử dụng cái quyền tự do của người ta, chứ còn như tôi thì có tính dứt khoát. Thí dụ như là tôi không thích cái đó, là tôi nói không thích, là tôi cũng chẳng bao giờ mà phải nói dối để mà mình tiếp xúc hay không tiếp xúc. Tôi nói thật hết à, chẳng hạn như mấy đứa em họ tôi này nào, hay là thông gia cột chèo em ruột tôi cũng nói thật. Mà tôi thấy thà rằng mình cứ nói thật toạc ra như vậy đâm nó dễ sống, chứ mình cứ để nó cứ ma bức bụng không nên như vậy. Mình cứ nói thật ra đi. À, tôi thích ăn cái là chỗ điểm này, có điểm này tôi không thích thì mình tránh nhau để nó không có cái đụng chạm. Thì thú thật với quý vị, tôi cũng hiểu tại sao. Thì cái tính của mình nó như vậy, nhưng mình đâu có bắt buộc người ta giống mình. Cũng như có người ta sợ ma thì cái đó là cái quyền của người ta sợ ma, và mình có cái quyền là không sợ ma. Thì thôi thì quý vị bảo là tôi nói dài thì xin quý vị cũng cút hộ đi, và nói tôi nói lạc đề quý vị cũng cút hộ đi, rồi nói tôi điên quý vị cũng không nên vào đây coi. Và chúng ta nói toạc với nhau như vậy là có những việc mà tôi nói đó, mà bảo tôi nói dối tôi nói không được, nó khổ vậy chứ. Nên tôi có nguyên cái bài thơ là chuột thường chết vì mèo đen, thằng chết cũng thích nghe kèn, tôi nói lên sự thật người ta nghe không quen. Cho nên tôi tập nói dối, đàn bà thích ngọt thứ hai khen, thích nghe khen. Cho nên tôi khen xối xả dù điều khen nó không đúng sự thật. Thì có cũng có một vị linh mục giờ giảng như thế này nè. Nếu mà anh để một cái giọt mật xuống thì anh thấy nó có hàng triệu
con kiến nó bò tới để nó liếm cái mặt đó. Nhưng mà anh để một muỗng giấm thì anh thấy đâu có ai tới đâu. Thành cái cố gắng làm sao mình nói cái cho nó trở thành mật ngọt nó, thì tôi lại thấy là nếu mà nói thật đó thì nó không ngọt, mà nói dối thì nó ngọt. Thành ra tôi cũng xin thành thật nói với quý vị, quý vị nói rất đúng, anh có quyền tự do nói và người ta có quyền tự do nghe, rồi người ta thấy anh nói hay thì người ta vỗ tay, còn nếu mà người ta không thích thì người ta chửi anh. Cái đó là cái thế kỷ và cái phát minh của YouTube nó như vậy. Thì chúng ta cứ tiếp tục theo cuộc chơi. Thì đầu tiên tôi xin cảm ơn với những người có cái tấm lòng thành khi mà muốn đi tìm sự thật. Thì những cái đó nó làm cho tôi cảm thấy có hứng thú để mà nói tiếp những sự thật mà mình đã chứng kiến trong đời. Thì hôm nay phải nói về ông Đào Minh Quân. Thì có lần sau biến cố Trần Trường, tôi là một cái người gần như là được tất cả cộng đồng ở đây quý mến lắm, mà họ lại biết rằng tôi không đi theo một đảng phái nào. Ngay cả cái hội Đông Bosco là cái đạo hội mà tôi đã từng học ở trong đó về tôn giáo, tôi cũng không đóng nguyệt liễm bao giờ, mà cũng không bao giờ mà chơi thân đến cái mức mà có thể nói là, nói chung là nó gọi là gắn bó đó, thì tôi cũng có luôn. Mà người ta rất ngạc nhiên tại sao cái con người này không sợ cô đơn, cũng không sợ cô lập, mà cũng không sợ cô độc. Tại vì tôi sống như vậy nó quen rồi. Thành ra nếu mà mình trông thấy người ta đến gần mình quá thì mình thấy mất hay, tôi mới làm cái câu thơ là lửa đến gần, khói làm ta cay mắt. Muốn giữ tình thân cần giữ một khoảng cách nha em. Cứ xa xa đấy mà nó đâm ra nó hay. Chứ còn vồ vập đến là phiền. Những thằng bạn Quốc gia Nghĩa Tử hay những thằng bạn Đông Bosco hay là những thằng bạn Thủ Lục Chiến hay là những thằng làm ăn ngoài đời chung với tôi cũng nhiều loại bạn lắm. Nó có cái xe Ford Expedition mà mới tinh năm 1999 nó tới nó chở tôi đi. Từ đây lên San Jose, đến Sacramento chở đi mà không bao giờ tôi phải trả tiền. Tất cả các anh em mà đi chung những cái đó là họ đều phải trả tiền. Riêng tôi là được miễn, VIP mà, nổi tiếng khắp thế giới rồi. Thì thưa quý vị, một hôm bất thình lình ông Đào Minh Quân đến nhà tôi, thì tôi có hỏi ông đến nhà tôi để làm gì vậy? Thì nó nói, tôi thấy anh là người nghĩa là chống cộng này, mà tôi thì làm chính phủ lưu vong. Được, thôi bây giờ anh em mình cùng đi chung chơi nhau, thì ông có chở tôi đi về nhà không? Tôi nhớ hình như là đi về cái hướng nhà tôi là đi ngược lên trên thành phố Bonaparte rồi mới tới Anaheim. Trên Anaheim hay là gần Hacienda gì đó. Nó gần gần ở, nhưng mà đi vào nhà thì không thấy có tiếng cười. Thì tôi có hỏi ông là lần trước anh có, tôi có tặng anh cái cuốn mà 45 ngày đêm về Trần Trường, anh có coi không? Anh bảo tôi ngạc nhiên lắm, tôi thấy ủa sao anh Đào Minh Quân này mới lần đầu chơi với nhau mà lại nói dối rồi. Tôi về tôi coi liền. Vì cái cuốn này đó là nó mô tả về cái sự việc mà cái biến cố Trần Trường nó treo hình ông Hồ Chí Minh với cờ Cộng sản. Thì người ta cũng làm được cái video này, thì người ta cũng cho tôi được mấy chục cuốn.
Và cái người mà quay cuốn phim này cũng họ cũng mua được căn nhà mà năm 1999. Quý vị nghĩ cái nhà 300 ngàn đâu phải chuyện giỡn đâu. Có khi đời người qua Mỹ cả đời cũng không có mua được cái nhà chứ đừng nói. Nhưng mà cái anh trung sĩ tiểu đoàn 50 chiến đánh thì anh đặt cái máy anh quay tất cả dữ kiện. Thì tôi mê tính tôi thật mà. Tôi mới đi vô trong cái phía đằng sau nhà anh. Tôi mới lấy cái cuốn này ra thì nó chưa có mở ra. Anh nói anh coi rồi mà sao anh chưa mở ra? Tôi nhìn thẳng vào mặt lần đầu tiên mà mình đã nói dối vì chết mẹ quan hệ để làm gì nữa. Nếu anh coi thì anh phải mở ra như vậy thì anh mới coi được. Và cái clip mà nó quay ấy, nó hết cái này thì anh mới coi hết chứ. Đằng này nó còn nguyên như này. Anh nói dối để làm gì mà tôi cũng hỏi thật anh. Nói thẳng vào mặt luôn à. Đi cứ cần gì một con người như thế này đó. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Mà khi đi vào nhà như vậy thì tôi thấy trong nhà không có tiếng cười. Mà cũng không thấy đàn bà trẻ con đâu hết. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mô tả về các con người này. Anh này thì luôn luôn xuất hiện trước đám đông bao giờ cũng mặc vest tông trắng giống ông Ngô Đình Diệm. Giày trắng, vớ trắng, dây nịt trắng, gì cũng màu trắng. Thì tôi không biết anh này anh có ngu giống ông Ngô Đình Diệm. Quý vị nghĩ coi dân Việt Nam mình 90% là làm về nông nghiệp. Rồi ngư nghiệp. Được mấy phần trăm là trí thức mà mang nón trắng rồi sơ mi trắng, cà vạt trắng, giày trắng, khăn mùi xoa trắng. Tôi thấy ngay ông Ngô Đình Diệm là ông ngu xuẩn quá. Mặc dù tôi là người Công giáo đúng không? Sao tôi lại không nhớ ơn ông đem 1 triệu người Công giáo từ ngoài Bắc di cư vào đây? Đưa vào Hôn Nai, rồi Xóm Mới, rồi Long Xuyên, Rạch Giá, kênh 1, kênh 2, cái này nọ. Sao tôi không nhớ ơn? Ít nhất là có 21 năm giao tiếp với cái nền văn minh của Mỹ. Đương nhiên nó sẽ giàu hơn xã hội chủ nghĩa ngoài kia chứ. Tại sao không nhớ ơn? Nhưng mà tôi thấy về mặt chính trị đó thì chúng ta phải thật một tí. Mẹ nông dân thằng nào nó ăn củ khoai thì bóc bóc vỏ mẹ nó ăn xong rồi nó để nhiều lắm nó đổ nguyên một cái nồi sôi dưới mấy cái lá chuối lật ngược lại rồi nó ăn nó bốc xong rồi rửa tay đấy ăn mùi xoa là cả một cái nồi cát của ông Ngô Đình Diệm này, giống mẹ công tử bột mà giống như kiểu này gọi là tiếng Mỹ nó gọi là xì nóp tức là mấy thằng chẳng không có một cái gì mà nó mang tính cách có một cái giáo dục cơ bản về vấn đề chính trị cả. Thì tôi thấy Đàm Quân là nó mặc áo trắng rồi bây giờ nó cũng vẫn vậy. Thì có một lần tôi xin tôi về Việt Nam lần thứ hai 2014 tôi mới có hỏi thằng bạn tôi là mày tên nó là Trần Kim Tuyến thì mày có nhớ cái chữ chẳng thằng thằng chẳng ở, ở tiếng Anh không? Cái nó bảo mẹ mày ở Mỹ gần 30 năm bây giờ mày Việt kiều mà về mày hỏi anh em vậy thì ý mày chơi tao phải không? Cái bài thằng chẳng cái là snob này mẹ ông cổm và tính từ của nó là snobbish chẳng chè này thì nó phang tôi một câu bảo mày ở Mỹ gần mấy chục năm tivi cũng Mỹ mà radio cũng Mỹ báo cũng Mỹ thì đương nhiên là mày phải giỏi hơn tao à. Nó không cái này nó viết ở trong cái cuốn số 6 English for Today Book 6 mà tôi cũng quên mẹ nó đi là thi tú tài chỉ có cuốn 4 thôi. Chứ làm gì có thằng chữ chẳng này, thằng chẳng này, là chữ snob này mà cái này trong một cái vở kịch
Trong cái cuốn số 6 nó nói về văn chương, cuốn này bây giờ nó rất hiếm ở Việt Nam, nếu mà quý vị có mua được thì nên để coi như một sách hiếm, nó nằm trong bộ sách English for the Deposit. Thì tôi có cái ấn tượng về Đào Minh Quân, mẹ thằng này nó snobbish, nó làm nó rồi nó có cái khẩu hiệu là lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Tôi thấy tôi buồn cười tại vì nó không biết như thế này là tôi đã ở trong chính phủ của Nguyễn Ú Tránh 22 năm, và tôi mới biết rằng cái một ông cha tên là ông Nghị, cha Nghị gì đó, là một triết gia, thì ông dạy thằng Trắng này với lại cái thằng Đào Minh Quân này, hai thằng này nó cùng là một gốc ra bên linh mục Công giáo, thù Cộng sản đó. Ông mới dạy hai thằng này, mà hai thằng này đều không có đạo Công giáo, thì hai thằng này nó từ trong nó lại tách ra làm đôi. À, đây là cái mà từ trước giờ quý vị không biết. Thì tôi thấy không có ai mà thù Nguyễn Ú Tránh bằng Đào Minh Quân, mà Đào Minh Quân nó thù Nguyễn Ú Tránh, mà hai thằng nó đi một rơ giống nhau, làm toàn chuyện lớn không? Chuyện vĩ đại không? Ngày hôm nay nó xưng vua thì tôi không thấy làm gì ngạc nhiên đâu, còn Nguyễn Ú Tránh mà nó họp đại hội lại kinh khủng lắm, nó mời toàn là những ông mà gọi là thuộc phe của tổng thống Bush rồi, nó cũng có mà tôi cũng biết mấy thằng đó có thật của tổng thống Bush không, rồi là các thư ký của Vàng Pao này, rồi bên thư ký của Hun Sen mà ở Long Beach này, có hết. Thì đại tướng Nguyễn Khánh, rồi trung tướng Tôn Thất Đính, các ông nghị viên thời Việt Nam Cộng Hòa, không còn thiếu một cái nhân vật nào mà về quốc gia hành chính mà nổi tiếng mà không có trong trong của Đào Minh Quân với Lưu Tránh, mà nó tách ra nó cũng làm theo cái mô thức giống nhau như vậy. Thì thưa quý vị, một hôm thầy gõ cửa cọc cọc cọc, quý vị biết tôi không có bằng lái xe mà cứ nằm đó thôi, nhưng mà tôi đi khắp thế giới rồi. Chứ đừng có nói tôi đi ở trong cái Cali 50 cái tiểu bang này, đi hết. Còn có cái Cancun mà của Mễ Tây Cơ là mùa tới tôi sẽ đi, với là Hawaii chưa đi thôi chứ còn đi hết. Tại vì người ta mình khi mà mình nổi tiếng mà người ta mời mình đi ở cả ngày cả tuần cả tháng chơi, nói gì về tiền, không ăn nhầm gì. Với những người mà nó có tiền mời mình đi để mà đến cho bày tỏ cái sự giàu có của nó hơn. Mai nó mua cái Hummer mà nó chạy một mao là 4 lít xăng dẫn tới, mà xe mới tinh cái gì nó cũng cho mình được hưởng hết, thì bất thình lình ông Đàm Minh Quân ông cho tôi lên Adelanto, tức là cái trong cái thư mời sắp tới Adea là Lento, đi vào trong đi sâu lắm, thì vô trong nó gọi là tụ nghĩa đường. Đây là thầy tiên tàu đó. Tức là tập hợp những nhân tài, các vĩ nhân tỉnh lẻ lại để mà lần này là phục quốc lấy lại đất tổ không làm khổ dân, thì đi vô đó. Tôi thấy quý vị chưa biết Adelanto nó rộng thế nào, mà quý vị cũng không hình dung ra được Lido Sài Gòn nó đi Las Vegas đó, nó đi mất bao nhiêu tiếng đồng hồ. Thì tôi chỉ mô tả quý vị là từ Lido Sài Gòn mà đi lên tới Barstow, đó là cái giữa đường, 1/3 đường thì nó lại có cái outlet để cho ai xuống ăn phở rồi tắm rửa gì này nọ, chút xíu rửa mặt thì tỉnh lại ngồi đó lại, người ta tốt lại đó để người ta buôn bán quần áo giày thiếu gì, nhưng mà người ta cũng stop lại đó một chút rồi người ta lại đi nữa. Thì đi thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì đi tới, nó đi qua Apple Valley rồi tới Victorville rồi nó đi qua nữa thì nó mới tới cái Adelanto, núi rừng sa mạc của nước Mỹ nó chập trùng như vậy. Thầy không biết mua đất ở bên Mỹ, thưa quý vị, bây giờ quý vị có mua 1.000 mẫu thì quý vị vào những cái trang mạng tôi chỉ cho quý vị, nó rẻ lắm à, có khi có 500 một mẫu,
chứ nó không đến đến mà nó tới ngàn mẫu đâu. Thì cứ phải đi vô Adelanto thì mới có cái tụ nghĩa đường vào đó. Tôi thấy nó làm sơ sài lắm, có hình năm ông tướng với lại đại tá Hồ Cảnh lên thắp nhang thắp khói giống như Hồ Anh Tuấn này. Thằng nào cũng đem năm ông tướng tự vẫn ra rồi đại tá Hồ Cảnh thờ trong đó. Giờ quý vị coi các trang mạng về địa ốc mà thì quý vị thấy Adelanto giờ đi cách đây khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, xin lỗi quý vị mua bây giờ nó hơi đắt đó, thì khoảng 100 mẫu nó bán đồ 50-60 ngàn đó, nó có khoảng nó có cái nhà trên đó nữa, rẻ lắm. Thành phố Adelanto thì vào tụ nghĩa đường, tôi cũng đi theo ngồi nghe mà vì mình từ ngày qua Mỹ giờ 30 năm đâu phải làm gì đâu, nhờ cái miếng đạn trên đầu, đạn AK nó bắn xéo ở đây, viên đạn AK đây này, đủ chứng tích để có thể chơi suốt đời. Như giờ mình đi coi xem mấy cái thằng này nó nói cái gì thì tôi khám phá mấy cái thằng mà nó chống cộng dữ nhất là những thằng nó trốn quân dịch và nó cũng chưa biết việc cộng là cái gì, và nó cũng không, và nó bị một cái ảo tưởng không hiểu cộng sản là cái gì đâu. Thường thường nó trốn quân dịch thì nó là như Nguyễn Hữu Chánh, còn Đào Minh Quân này nó bảo tôi nó là trung úy, tôi hỏi mày sinh năm mấy, từ cái chỗ đó mình biết ra là nó trung úy hay là nó thiếu úy, nó đại úy, cứ hỏi năm rồi cho tôi nói, tôi mới nói là hình như tao nhớ đó. Tôi không bao giờ tôi kêu mày thằng này bằng thủ trưởng hay là đại ca giống như mà người ta đang ca ngợi Đào Minh Quân, Ngưu Trắng xưng trống trơn. Tao nhớ hình như là mày làm đại đội trưởng của 113 địa phương quân của tỉnh Quảng Trị đúng không? Và cái lúc tao đổi quân cho mày ở từ lữ đoàn 147 ấy, tao đi vô thì mày dẫn theo khoảng 60-70 thằng địa phương quân ấy. Quý vị thấy một trung đội của tôi đã 40 người mà một đại đội địa phương quân nó có mấy chục thằng à? À, lúc đó mày không có đủ mìn Claymore rằng M72 thì tao có cho tụi nó, tao làm lơ cho lính nó đổi cho mày mấy thùng lựu đạn này nọ rồi mày đổi cho tụi nó một con heo với một con chó rồi tụi nó vô nó làm đó, tao làm lơ đi cho mày đúng không? Vì thế một thằng đại đội trưởng địa phương quân nó có chuẩn úy thôi mà sao nó có tới 70 mấy người. Rồi đó mình mới lớn, mình đâu có biết, mình chỉ mới nghĩ anh hùng hào hùng đi trận thì mới chơi cái bộ thủy lục chiến này, mình đi vô về đặng tổng trừ bị thì 1 tiếng 30 phút thì mình đi ra Huế, mà 1 tiếng 30 phút thì mình về Sài Gòn đi giải đầm thì mình mới chơi cái này, chứ ai mà đi địa phương quân lỡ mà nó bị thương đó, đó mẹ nó khiêng từ ở trong đầm lầy hay là trên núi xuống ra máu chảy chết mẹ còn đâu, thì mới chọn đi cái lính này. Nhìn lại mình thấy mình dài, tại sao nó không khôn đâu, đi mẹ nó địa phương quân đi coi 70 mấy thằng không sướng hay sao mà phải đi mà coi 40 thằng này mặt chút rằng ri cho ngon mày mà khổ chết mẹ luôn, đạn súng gì mình không có phải vác gì hết. Xe tăng nó chở vào tới nơi trực thăng bị thương cái là nó kêu đem ra này, thì cái tính bồng bột của tuổi trẻ, nhưng mình thấy Đạm Minh Quân là nó quá khôn. Và tôi cứ nói đi nói lại nhiều lần đó, cái người mà khôn hơn chúng ta đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó nắm cái công ty IBM này, tức là nó ghi hồ sơ lý lịch của ông cố nội mày Đào Minh Quân và Nguyễn Hữu Chánh gì đây, nó có, nó nắm cả miền Nam mà. Mày nói dối làm gì? Thí dụ tao sinh 9 năm 51 đi, đúng không? Thì 20 tuổi là 71 đúng không? Mày đi lính cái gì thì nó ra đây hết.
rồi mày chuẩn với mày đi gì nó ra đi hết. Mà tại sao Việt Cộng nó nắm cái này? Nó biết Đào Minh Quân là ai, Nguyễn Hữu Trắng là ai, là thằng Ngô Kỷ, mấy thằng trốn quân dịch này, thằng Đoàn Trọng, thông dịch viên bảy bà, ăn cắp ăn trộm giống kiểu mà Trần Nhật Phong với lại, xin lỗi quý vị, cái IBM là nó ghi hết này. Đào Minh Quân thế nào, Nguyễn Hữu Trắng này nó có hết, mà Việt Cộng chứ thấy có bao giờ nó nói là tôi biết mày trốn quân dịch cái gì. Việt Cộng ác cái chỗ này. Thì thưa quý vị, mấy năm nay tôi lại nghe thấy nó xưng nó làm hoàng đế. Thì từ cái điểm rất nhỏ là cái người mà vĩ đại họ làm chuyện nhỏ lắm. Bà Teresa Cancuta cả đời bà được chính phủ Ấn Độ với lại chính phủ Ba Lan nó coi là vĩ đại, là ông chỉ làm công việc nhỏ đi chôn những người nghèo. Và nếu mà quý vị nhìn kỹ mà những thằng nó càng càng là tiểu nhân nó làm chuyện lớn không à. Tôi lại lắc nữa. Thì thấy tôi đi làm hộp bạc cắt tình thương. Để bây giờ cho đến khi tôi chết, mỗi một năm nó đều có 300 ngàn cho các trẻ mồ côi. Thì quý vị cứ từ đó, quý vị nhìn nó Đào Minh Quân nó xin nó làm ông vua. Mà quý vị coi các cái phần mà nó mô tả đó, thì quý vị thấy thằng này thằng ba trợn. Ông tướng, thí dụ như Tôn Thất Đính, hay là ông tướng là Lê Minh Đảo, phải có ghi trung tướng, thiếu tướng, nó ghi tướng nam, tướng đồ, quý vị đọc ở trong cái phần thơ mời đó. Mà tôi đề nghị cháu Bảo Trâm đưa lên đó để mới thấy là mấy khùng, mấy điên này. Ngay nó vẽ ra, nó vẽ bùa, nó đeo, nó cũng không làm được. Ngay trong cái bài mà nó yêu cầu mời tới. Thấy chưa? Từ đây mà ai mà điên mà đi lên A để Lăng Tô mà để ngày ra mắt của nó sau năm hoàng đế lên ngôi. Mẹ, chuyện này nó tục tĩu chứ không phải là chuyện buồn cười nữa. Người Việt Nam mà có cái chữ hay là buồn cười, buồn mới cười, đáng lẽ ta nói là vui cười, buồn cười. Mấy này nó làm chuyện rủi bu mà quý vị chấp nó làm gì, nhưng mà từ cái quần áo của ông Ngô Đình Diệm cho tới cái bộ quần áo của cái thằng Đào Minh Quân này, nó đã sai từ căn bản. Mà nếu vô hình chung chúng ta cứ nói vào điểm này thì chúng ta không thấy được cái hay của chính nghĩa. Rồi chúng ta bây giờ trong chiến lược toàn cầu này là chúng ta đang nói về cái chuyện hợp tác kinh tế, mà chúng ta cứ quay lại nói cái này, chúng ta là bị lạc vào kế của nó. Cho nên ông Tú A, tức là ông này là làm cho đài BBC London đó, ông ấy có một cái thành tích rất hay là ông có bằng đại học báo chí Vạn Hạnh, tức là nó nằm ở chợ Trương Minh Giảng, đường Nguyễn Văn Trỗi bây giờ. Ông làm cho đài BBC thì quý vị thấy đâu có phải muốn làm đài BBC là dễ đâu. Thì ông này có một cái thành tích là thế, trong lúc đánh nhau thời Việt Nam Cộng Hòa, ông dẫn trung tá Lê Hồng, tức là phụ tá cho ông tướng Đào Minh, của ông tướng Hoàng Cơ Minh. Lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa, ông Tú A này ông dẫn cái ông trung tá Lê Hồng, tiểu đoàn trưởng biệt động của nhảy dù, đi vào gặp bà Nguyễn Thị Định để ký ngừng bắn. Quý vị thấy có những cái nhân vật mà từ từ tôi kể ra quý vị thấy không phải là người ta dở đâu. VC mà lại còn dám mà dẫn tiểu đoàn trưởng nhảy dù mà đi vô gặp bà Nguyễn Thị Định thì làm sao mà cái móc nối để làm sao mà hai bên ngưng bắn. Nguyễn Tu à, anh bảo thế này này. Và đây cũng là cái lời mà chúng tôi, qua cái lời này chúng tôi nhắn với quý thính giả đó. Ngày mai mà nếu nó có nổ bom nguyên tử ngoài Bôn Sa đó, là thì mày cũng sống, nhưng mày cũng nghĩ là nó không có xảy ra cái gì.
nên cái thằng Đào Minh Quân ấy, thằng Nguyễn Hữu Tránh nó có lắm tùng tùng tung 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 gì đó thì mày cũng coi nó như không có đi. Tại vì cái này nó không làm để cho chế độ cộng sản nó sập được đâu. Xin lỗi nói hơi tục. 50 năm rồi không rớt được sợi lông dái của Việt Cộng. Nói nó hơi tục chứ mà nó thật rồi. Nè, tới mấy chục tỷ cộng đồng. Nếu bây giờ tôi khai mà trong một cái buổi lễ mà giờ họp lại tất cả diễn hành Tết hay là đại hội cảm ơn anh hay là ra một cái thông báo chí gì thì chủ tịch cộng đồng nếu đứng ra mà chúng ta bỏ ra thì giờ chúng tôi đọc một kính thưa ông hội trưởng, kính thưa bà chủ tịch hội đồng nhân dân, kính thưa đại tá tham mưu trưởng. Nếu học 4 tiếng đọc cái đó hết mẹ nó 3 tiếng rưỡi mà quên đọc đó nha, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là chủ tịch cộng đồng đó. Mà quên gọi là cái bà phó chủ tịch là lần tới bà không có đi, mà lần này thưa kính thưa đại tá tham mưu trưởng của sư đoàn 20 25 bộ binh mà quên đi tham mưu trưởng trung tá của sư đoàn 9 lần tới nó không đi đấy. Mày phải tôn vinh tao thì tao mới đi. Cho nên việc mà tôn vinh cho các ngài ở đây, các vĩ nhân tỉnh lẻ này, mất mẹ nó 3 tiếng hồ. Mỗi ông đứng lên là vỗ tay. Nhưng mà không ông nào chịu ông nào, cho nên không thể nào mà đại sứ Phạm Quang Minh, Quang Vinh mà bảo chúng tôi mà tìm bây giờ cái người nào để cho chúng tôi trả lời thì tôi có hỏi anh Đào Minh Quân câu này. Tại sao trong biến cố Trần Trường này nè, tôi hàng ngàn lần yêu cầu có ai đang làm chức vụ lớn hoặc là làm một cái cấp bậc hơn tôi một cấp thôi, hoặc là đang nắm một cái chính phủ Việt Nam tự do hay là Việt Tân hay là cách chính trị nào đó đứng lên thay thế tôi để mà lãnh đạo cái cộng đồng này, sao tôi thấy anh với anh Tránh không có xuất hiện? Mà nếu mà không có xuất hiện trong lúc mà người dân cần nhất á, thì giờ mấy anh xuất hiện để làm gì vậy? Tôi hỏi thật lắm. Thì thưa quý vị, hôm nay tôi lấy lời của nhà báo Nguyễn Tú A để xin thưa chuyện với đồng bào là nếu mà quý vị có nghe bên này Đào Minh Quân nó lên làm Tổng thống nước Mỹ, là Chủ tịch Cộng đồng Vũ trụ thì quý vị cũng coi như là bom nó nổ ở ngoài bốn xa đi cho nó xong việc. Nói như ông Nguyễn Tú A để kết luận bài nói chuyện này. Nếu quý vị cứ kêu tôi giống như anh Bảo Trâm là nói rõ cho đồng bào nghe đi, vô hình chung chung chúng ta lọt vào cái bẫy, chúng ta quay lại chỗ cũ, bới lại cái đống kết cũ. Mà cái con bỏ hung á nó có một đặc tính này nè, người ta lấy cái con bỏ hung ra để người ta đưa vào phòng thí nghiệm để xem động đất á, thằng nên người ta phải rửa cái chân nó hết cứt đi rồi người ta mới đưa hai con chuột bạch này, nó phải cho nó nhịn đói nó ỉa hết cứt đi thì rồi nó mới đưa vào trong cái phòng thí nghiệm, thì khi mà thả con chuột ra thì nó cũng chuột chuột nó cũng chạy bằng cái cống như cũ. Và cái con bỏ hung á, nơi nó hạnh phúc nhất, nó chỗ nó sung sướng nhất, nó trở lại đông cứt bỏ hung. Thì giờ nếu chúng ta cứ quay trở lại đây, vô hình chung chúng ta giống con bỏ hung, trong khi mở ra chiến lược toàn cầu rồi, xây dựng kinh tế làm cho đất nước chúng ta giàu hơn, hợp tác toàn diện với người Mỹ, không thấy nói cái gì về văn minh thế nào. Hôm nay tôi xin nói về một điểm nhỏ về cái văn minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chết ở Vatican ấy, thì phái đoàn Cộng sản Việt Nam không có bang giao với nước Ý, cũng không bang, chỉ có bang giao với nước Ý thôi, nhưng mà không có bang giao với tòa thánh Vatican. Nhưng mà Đức Hồng Y Nguyễn Thuận chết thì phái đoàn Việt Cộng á, đi theo với phái đoàn ngoại giao của Bộ Ngoại giao Pháp đi vào đó thắp nhang cho và chia buồn với gia đình của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và
Công giáo Việt Nam toàn cầu đang có mặt tại Roma. Quý vị thấy họ hay không? Quý vị thấy Cộng sản nó hay không? Có phải là Đức Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận là con của ai? Bà mẹ của ông này á, là em hay là chị của Tổng thống Ngô Đình Diệm? Mà việc ngày 30 tháng 4 thì Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận á, đang coi giáo phận ở Nha Trang, mà bên Rome á, yêu cầu thay thế Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, già quá rồi. Thì thưa quý vị, cũng chính những thằng ở trong Công giáo như là Linh Mục Nguyễn Lữ Nguyễn Lan này, rồi ở vườn xoài đòi làm lấy vợ, Linh Mục phải đòi lấy vợ. Hồi xưa thời Việt Nam Cộng Hòa nó nhiều trò lắm. Ký giả thì đang ăn mày mà gọi là các linh mục rồi đòi lấy vợ rồi chia ra đủ thứ. Thì họ mới tố cáo Đảng Cộng sản thế này nè. Cái ông Hồng Y Nguyễn Văn Thuận này nè đang ở Phan Thiết, ở Nha Trang, mà về đây tức là mục đích là lấy cái thế của ông Ngô Đình Diệm xưa bè đảng của Cần Lao Nhân Vị về đây để lật đổ chế độ Cộng sản. Thì Việt Cộng nó không biết thật ngô khoai đâu. Thì nghe mấy ông linh mục trời ơi đất trời mà nổi loạn ở trong Công giáo này. Đó là bắt Đồng Hy Nguyễn Thuận ở tù 13 năm. Thì người ta phải bảo vệ cái an ninh của đất nước. Ông thả ra xong rồi ông đi qua bên Úc, rồi ông qua bên kia ông làm Hồng Y, mà ông không có một cái bài nào ông chửi Đảng Cộng sản ấy. Thì dần dà người ta nắm tất cả vấn đề, người ta mới thấy là Đảng Cộng sản họ thấy họ sai. Mà cái cách họ sai là họ làm sao? Họ không có bang giao, họ mới đi theo phái đoàn của Pháp vào thắp nhang cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tôi có cái may mắn là được đi qua bên Jerusalem rồi đi về đúng cái ngôi nhà thờ bé mà sau khi sửa ngôi nhà thờ đó thì sẽ chôn Đức Hồng Y Nguyễn Thuận ở trong cái ngôi nhà thờ bé đó. Riêng ở Roma đó, nó bé như vậy, nó có trên 2.000 ngôi nhà thờ. Thì cái ngôi nhà thờ mà tôi được đến trong cái lần hành hương thì người ta sửa xong, người ta sẽ đào cốt sẵn, người ta đem Đức Hồng Y Nguyễn Thuận để vào đó. Ở đây chúng tôi xin nhắc tới hai điểm. Có phải ông Tổng Bí Thư Đỗ Mười á, ông đến ông gặp bà Sơ Lê Thị Mùi, ông tặng cho bà Sơ Lê Thị Mùi cái danh dự lớn nhất cho một nữ tu đã cống hiến cuộc đời mình cho những cái người cùi. Tại sao tôi biết cái tin mật đó? Tại vì tôi là chuyên gia đi xin tiền cho các bà sơ, các linh mục ở đây là có hết. Mà bây giờ quý vị nào đang ở tỉnh Quảng Trị đó, quý vị vô ngay cái nhà thờ Tribu, nó cách bờ thành Quảng Trị nó có khoảng 400-500 mét gì đó, là lúc tôi đánh vô cầu thành Quảng Trị đó. Thì ông cha Lê Quang Quý của nhà thờ đó, tôi cũng, ông đến Mỹ mấy, ông ở mấy tháng trời, ông xin ai được tiền, ông gặp tôi kêu về, ông kiếm sáng chiều ông kiếm 70-80 ngàn đô la, rồi ông mới nói tôi cũng lấy làm lạ anh Lập. Tôi thấy tôi ở đây 3-4 tháng ở bên Texas, rồi đi qua đây không ai cho tiền, mà anh đi từ sáng sớm về có 70-80 ngàn, hình như người ta sợ anh. Sợ mẹ gì. Cho nên tôi mới gặp những bà nữ tu, bà dặn tôi là anh Lập, chúng tôi là những người ở trong những nơi xa xôi nhất ở Pleiku, Kông Tum. Chúng tôi nuôi những người cùi, chúng tôi mới thấy ông Đỗ Mười, ông đến, ông ấy tham quan hết và ông lại tặng bà Sơ Lê Thụy Mùi cái huy chương cao nhất của người lao động cống hiến cho đất nước. Thì các anh ở ngoài này nè, đây là bà Sơ già mà chắc cách đây 20-30 năm rồi. Bà bảo anh Lập, mày nhớ, tôi nói cho anh nghe, nhưng đừng nói ai nhé. Shh, shh.
Tại vì anh nói ra như vậy chẳng khác nào mà ca ngợi Cộng sản. Rồi là họ lại cô lập. Chúng tôi ở trên Pleiku Kon Tum nuôi người Cùi nghèo khổ lắm rồi. Xin anh đừng xua chúng tôi vào hai cái chiến tuyến đánh nhau quốc cộng. Đây nha, đây là bà Sơ đã bà nói tôi đó. Thì bây giờ có phải là bây giờ bà chết rồi cách đây khoảng hai mươi mấy ba chục năm bây giờ tôi mới nói không? Ở Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đi qua bên đó, quý vị coi tất cả video nào khi ông rời Việt Nam ra mà ông có chửi Đảng Cộng sản một câu nào thì một bài nào mà nói đấy, xin quý vị chặt cái đầu tôi ra. Nhưng mà có một tiểu tiết rất là hay, cái ngày mà ông ấy sắp sửa được thả ra đó thì ông xin Đức Mẹ xin cho con linh ứng cái ngày con được ra, thì ông bộ trưởng của Cộng sản Việt Nam lúc đó tôi cũng quên mất tên là gì, ông đi vào ông gặp Đức Hồng Y Nguyễn Thuận, ông bảo anh được tha nghe đó. Thì đúng cái ngày được ông thả ra là ngày 15 tháng 8 là ngày Đức Mẹ lên trời, cũng là ngày sinh nhật của con thôi. Thì ông được thả ra ông phải đi Úc, bố mẹ ông ở bên Úc. Thì ông ấy lừng lững ông đi đến cái nhà của bà mẹ ông với ông bố. Ông vào lâu lắm rồi mà ông bố không nhận ra được ông Hồng Y Nguyễn Thuật là con của mình. Nhưng bà mẹ nhận ra ngay Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là con của mình. Bà đến bà ôm. Cũng như Việt Nam chúng ta là một bà mẹ. Thấy Nguyễn Ngọc Lập về nó là đứa con thì lại ôm nó. Còn bây giờ quý vị cứ theo thằng Đào Minh Quân, thằng Nguyễn Hữu Trắng này, nó trốn quân dịch. Nó bày mưu tính kế mà tôi đưa cho quý vị coi nhiều lần này. Người lãnh đạo quần chúng đây mà VTV4 cũng chịu. Tôi nói thật thì quý vị không nghe. Đấy. Đây là mặt trận đó. Họ làm những cái khán đài này cho tôi đứng. Ngay cả mặt trận Hoàng Cơ Minh, họ thu 18 triệu đô la mà họ còn không làm nên chuyện mà nguyên cái dãy Phở Hòa là của họ. Thì Đào Minh Quân nó làm những chuyện ruồi bu kiến đậu này, quý vị cứ kêu tôi nói hoài. Mà những cái bài, những cái chuyện hay của bà Sơ Bà Bảo, đừng nói nhé. Hay là bà mẹ của Đức Hồng Y Nguyễn Thuật ra ôm con, đau lắm. Mẹ nó chả có cái tội. Tại vì bà đó là bà làm chị của Tổng thống Ngô Đình Diệm cái đấy thôi. Còn mấy ông cha vườn xoài mẹ muốn đòi lấy vợ, xúi chỉ mẹ Việt Cộng. Ông này ông về ông lật đổ. Ông từ Phan Thiết, ông Nha Trang mà ông về đây là ông lật đổ. Mẹ. Trong giáo hội trả thù lẫn nhau, chỉ bắt mẹ đâu. Ông Nguyễn Văn Thuận. Tổng giám mục Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và Cộng sản nó biết không? Biết, nó biết. Biết cho nên nó mới để cho cái phái đoàn tới đến tắt nhà. Nó không bàn giao với bên nước Ý mà ta mà chết cái này mà quý vị coi hồ sơ là mẹ gần chết cả 2 năm không? Cho nên quý vị đánh giá một vấn đề đó là quý vị phải làm như thế này. Cho nước nó lắng xuống rồi nhìn vấn đề. Và Lão Tử, Khổng Tử, Tôn Tử có nói một câu rất đơn giản: bạn có đủ kiên nhẫn khi làm chính trị thì bạn phải làm thế này. Đây là nước bùn. Bạn có đủ thì giờ để mà nó ngấm xuống, để rồi nó còn lớp nước trong, hay là bạn uốn bùn vào người. Thì những bài độc thoại này mong rằng gửi đến các bạn.
những cái tâm tư tình cảm có thật, để quý vị đừng trở lại giống như cái con bỏ hung. Kính cảm ơn.